bán vào nó mổ được có thui nó thui hỏng hết gì thế. Rồi mới rồi mới chịu. Chú má lại má nó nhiều thì lại ngon. Mấy quả này á? Lấy làm giống nè má. Bà chỉ để không ăn lấy đâu mà. Lấy đâu mà. Ôi trời, trời nắng cá má cá. Ấy trời ô kẻ em. Ô lùm mà thế anh. Còn trong cái hồ ẩn rồi. Ôi trời, trời lắm rồi mà. Ôi có quả như mình ngon thôi đấy. Trắng. Bóp mình. Có mày là có mua hết cả cái lốt bông chín tốt. Cái nào nữa? Ông có bao thắng à? Ông là... Ui, à, không, ăn đi. Ngon đấy. Dạ. Ơi, ơi, ừ. Cái này nha. Cái con xiên. Con cái này. 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 Có bạn chỗ nữa còn một quả má lôi hết nhỉ? Còn bằng này thôi ạ. Ở nhà không còn nữa. Đầu tư quả máy mấy anh này hết tám rồi nhé. Đúng 5 cân. Đúng 5 cân cháu ạ. Còn 3 quả. Nốt đi nhỉ. Ba một cái bao nhiêu nhỉ? Con nào về 12.000. Bà có nhận một cân nhưng mà không có tiền lẻ, cháu bà có tiền lẻ là bà còn trả bà 38.000 mà con là 12.000. Chào chị lái. Cái thong xiên. Trả bà 38.000. Ông đi hết rồi mà. Đây bảo con tí thì mà bà đi bên kia có 1.8 cân. Để dưới. Có hai quả này con hết
Muốn hào thì không đi lấy rồi. Thank you.
này ăn hết được chua quá. Chua ăn mới ngọt. Để bà ăn thử. Cho bà ăn. Bà thấy cháu méo vô mạm không ăn. มาปีดงมาเอาไว้อ่ะถูกเอาทองอันทองอันโอ้อะเปลือกไรเอาเปลือกยังคะเอายังคะเหมือนอันกี่ไรคะไอ้หัวเลยแม่จะมาจุ่มจะมาเทสันไปที่มันน้องตัวพันมาที่ไหนเลยโอ้โห
Ah.
trước, chàng trai muốn mua nhẫn cầu hôn bạn gái, nhưng lại bị nhân viên coi thường. Cô ta bảo đây là cửa hàng cao cấp, không mua nổi thì đi. Lúc này chàng trai chỉ có chiếc nhẫn vàng và hỏi giá cả. 1 xu, vậy cái này thì sao? 2 xu, anh không dám ăn liền xông vào và dựng rào chắn. Lúc này ông chủ cửa hàng vàng bạc nhìn tờ tiền 100 tệ thì đơ luôn. Ông cầu xin chàng trai cho mình mở mang tầm mắt, muốn thử sờ vào. Anh nghe xong thì đồng ý luôn. Sau đó ông chủ đeo găng tay trắng, trời ồn hết cả lên. Ngay cả bạn gái cũng cho rằng anh đang nói cố phận. Cũng như quả nào mà tốt. Cáo nắp cho đủ thao ra được nhiều mà. Tăng tăng rồi, vô đây. Chanh nhỉ? Bà thấy canh với bác hơn chanh không?
gốc tỏi bò rừng có dê mèo ơi. Thank you.
Cơm, anh. Đá ở đây à? Đá ở đây. Ăn cơm không? Ăn cơm đi, ăn cơm với mẹ.
Thank you.
Cái con đen đen như với con xanh xanh này. Thank you.
đón bà xoa ăn, bà xoa ở bên nhà chị Hái. Mấy con tới chị nè. Thêm cô của ông nội, ông bà về chơi mấy ngày rồi. Hôm nay lên thì bà lên luôn, nhưng mà thằng Úc nữa, thằng Hải. Mấy người thôi. Nó nhảy đấy. Thì nuôi cho ăn cái gì đấy? Thank you.
Đây này, đâu về đây? Oh.
Thank you.
cơm, ăn cơm, ăn cơm.